nói thật. Tại cho làm cái máy đó cho máy tôi không tin. Bà xã tôi không tin. Sinh viên khoa học đó, thì Thúy Nga nói với tôi nè, anh Hiển là ông già, lúc đó tôi đi như vậy, đúng không Thúy Nga? Đúng không Phú? Đúng. Cái này không phải còn ngồi. Tôi nói hết là Hiển biết mà cô ấy còn ngồi nữa. Thì Thúy Nga nói anh Hiển giống như ông già, mà tôi quen Thúy Nga này không phải 30 mấy năm rồi, đã trong cô đi shop, nên là chắc ở đây. Vậy là mới nói vô vị sốt tiếng thì sức khỏe. Nhưng mà ngày hôm qua khi tới đây á, tôi không ngờ có tiếng Nga cũng như Phú ngồi đây sẵn. Tôi vô tôi đi cặp bao vậy này. Cái tiếng Nga mà họ buồn. Anh Hiển sao vậy? Nói sao không gì, lúc đó tôi quên mất. Trời cái chân anh sao bên đây sao vậy? À, hết rồi, mới sao hết. Nói thiệt, tối hôm qua tức là tối thứ sáu lúc đó mới rước thầy Châu ở phía trường về tới nhà, thầy Châu thấy tụi nó nằm xuống tôi làm giọng con. Tôi nói thật trong lòng nha, tôi nằm xuống tôi không tin, nằm thì nằm dậy chứ uống bấm hồi tôi què hơn sao. Tôi nói thật lòng trước mặt của thằng quý vị, trước mặt của Đức Phật tôi nói lắm. Nhưng mà khi thầy Châu nằm thì tôi nằm xuống thầy Châu làm. À trước đó anh Thái có phải Thái có làm trước, trước qua bữa trước nữa. Về lúc đó làm nó không có bà xã luôn. Về làm rồi á, tôi về nhà tôi biểu diễn bà xã luôn. Hay quá. Rồi qua hôm sau á, thầy Châu tới nó làm lần nữa. Mà lúc thầy Châu với Thái làm tôi mới nhìn cái gì nè. Tôi không. Mà trước mặt cũng mấy có mấy chị phụ nữ ngồi nhà tôi cũng nhắm khóc mà nước mắt cũng chảy. Cũng đau, cũng thấy thương. Đầu gối không phải chồng đâu, đụng như thế này bấm như con chân của đọc không tới từng. Mà thiệt ra tiếng Anh nó có câu là no pain no gain, không đau không thương. Ai chiến đấu không hề thất bại, ai đã cố nên có một lần. Tôi nói thiệt với quý vị bữa nay, tôi khẩu phục tâm phục, vì tôi tin tôi sẽ nói mẹ mà không kể. Bà xã tôi thì vui nhưng mà tôi buồn. Các vị bà con biết tại sao tôi buồn không? Từ đây thì sao tôi phải lau nhà phụ hết con đấy. Tôi đã chuẩn bị 2 năm rồi. Cảm thấy như thế tôi cũng bị buông ra để có trò được lạc. What can I do? Tôi vô tôi đi cặp bao như thế này. Cái thứ Nga mà họ buồn. Anh Hiển sao vậy? Nói sao không gì, lúc đó tôi quên mất. Trời cái chân sao bên đây sao vậy? À, hết rồi, mới sao hết. Nói thiệt, tối hôm qua Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.